Phóng sự xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin của chúng tôi. Và cũng như thường lệ, không để quý vị chờ đợi lâu, hãy cùng với chúng tôi đến với nội dung thú vị sẽ có trong bản tin sáng nay. KICM nhận Phương Thanh làm mẹ nuôi, bỏ tiền thực hiện MV. Họp báo ra mắt MV Trăng Mây, Phương Thanh và KICM xưng nhau là má con. Cô chia sẻ chính anh là người đã đưa mình quay lại showbiz. Tại buổi sự kiện, nữ ca sĩ Phương Thanh bày tỏ: má cảm ơn KICM, con chính là một trong những người đưa má quay trở lại showbiz với bài hát Chân Mây. Được biết Chân Mây là sản phẩm âm nhạc của Phương Thanh và con trai nuôi thực hiện rộng rã thời gian qua. Đây cũng là bài hát đánh dấu lần trở lại của nữ ca sĩ sau 10 năm không ra bài mới. Ca khúc nằm trong chuỗi dự án Hoa của KICM kéo dài từ nay đến hết năm. Lần đầu theo dõi sản phẩm tại buổi họp báo, khi nhìn thấy thành quả chung sau thời gian quay vất vả, không kìm được cảm xúc dâng trào, Phương Thanh bật khóc vì xúc động. Cô nghẹn ngào nói: đừng ai hỏi tôi cách xê bao nhiêu, hãy hỏi KICM đã bỏ ra bao nhiêu tiền để làm một MV tuyệt vời như thế này. Chia sẻ về việc nhận nam ca sĩ làm con nuôi, Phương Thanh cho biết: 10 năm qua tôi không tìm được một bài nào hay. Đang trên đường trở lại showbiz, tôi gặp KICM. Ban đầu con gọi tôi là cô, rồi từ từ gọi má lúc nào không hay. Sau khi nhận má con, KICM sáng tác cho tôi bài Chân Mây vô cùng bay bổng nữ tính. Mọi thứ đều là duyên, món quà này với tôi thật quá tuyệt vời. Sau khi nhận mẹ nuôi được vài ngày, KICM đã đưa nữ ca sĩ lên núi ghi hình. Cô thích anh ở sự chuyên nghiệp, làm việc quên mình, làm việc cùng nhau, nữ ca sĩ cảm thấy mình như được trẻ lại. Cô khẳng định sức khỏe, nhiệt huyết, tâm huyết và tình yêu trong tôi còn lại bao nhiêu, tôi để dành hết cho KICM để con luôn có tôi ở bên mình. Ngược lại, KICM cũng sẽ là con nuôi duy nhất đứng sau má Phương Thanh. Những bạn trẻ như KICM sẽ còn đi xa lắm, Phương Thanh ở nhà nấu cơm là đủ. Người đi trước phải hướng lớp trẻ bơi ra biển lớn, KICM gặp chuyện gì tôi sẽ đỡ bằng hết để con thoải mái làm nghề. Phương Thanh từng là gương mặt làn sóng xanh nổi tiếng bên cạnh các ca sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường. Cô chuyên hát những thể loại nhạc pop, rock với chất giọng khàn đặc biệt khiến cô gây ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Về phía KICM, hiện anh cũng đang có một mẹ nuôi kiêm quản lý. Bà Tạ Hà nhận nuôi KICM từ nhỏ, luôn đồng hành cùng anh trong mọi sự kiện âm nhạc cũng như cuộc sống thường ngày. Bà là người bảo vệ KICM những lúc đi diễn, chăm sóc cho anh từ bữa ăn, giặt giũ quần áo và cũng từng khiến dư luận hoang mang khi đăng tải hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau, đồng thời gắn thẻ KICM kèm lời lẽ ngọt ngào. Một câu đơn giản vậy mà chứa biết bao yêu thương, có anh ở đây rồi. Bà Tạ Hà cũng là mẹ nuôi của Chắc. Trong vụ việc tranh cãi giữa KICM, Chắc và bà Tạ Hà nổ ra, cư dân mạng cũng tìm ra nhiều bằng chứng chứng tỏ bà Tạ Hà quá cưng chiều KICM và lợi dụng Chắc. Nhiều fan, thậm chí trưởng FC của Chắc lên tiếng tố cáo ekip công ty quản lý chèn ép, bóc lột sức lao động của nam ca sĩ Chắc. Ngoài ra, khán giả cũng khẳng định ekip của công ty KICM luôn để anh xuất hiện nổi bật hơn, điển hình như MV Hoa Vô Sắc, tên của KICM được đặt trước, dù Chắc là người thể hiện và sáng tác. Trên poster quảng cáo, KICM cũng đứng trước và khung hình to hơn hẳn. Tình trạng này xảy ra ở cả những MV trước như Sóng Gió, Bạc Phận, Em Gì Ơi. Thậm chí các MV đạt hàng trăm triệu lượt xem cũng được đăng trên kênh của KICM. Đa số dư luận đều đứng về phía Chắc và thậm chí 99% ý kiến theo khảo sát đã cho rằng Chắc bị đối xử bất công. Từ sau ồn ào với Chắc, KICM bắt tay với nhiều nghệ sĩ khác nhưng không tạo được sức lan tỏa. Có thể thấy sự kết hợp với ca sĩ Phương Thanh, anh đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho màn trở lại này. Và đến đây thì thời lượng bản tin của Hóng Showbiz xin phép được tạm dừng. Nếu quý vị chưa ấn nút đăng ký hoặc bật chuông thông báo thì hãy thực hiện ngay để có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi mỗi ngày. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.